Ngày 4 tháng 10, Công an thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông HVL, nam phụ huynh đã xông vào lớp tấn công học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, phường Tân Thạnh. Trước đó, sáng 24 tháng 9, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du tổ chức giải bóng đá theo kế hoạch hội khỏe phụ động cấp trường trong năm học giữa lớp 8 trên 9 và 8 trên 11. Kết quả lớp 8 trên 11 thắng. Đầu giờ chiều cùng ngày, em học sinh lớp 8 trên 11 trêu chọc nói khích hai em học sinh lớp 8 trên 9, nên hai em này tấn công, khiến em kia bị sưng một bên mắt trái. Khi vào lớp học, giáo viên phát hiện mắt của học sinh bất thường nên nói em này thông báo để phụ huynh chở đi kiểm tra. Sau đó ông L đến trường chở con đi đến bệnh viện khám, rồi đưa con quay lại lớp học. Do nóng giận vì con mình bị hành hung sưng mắt nên ông L đã xông thẳng vào lớp 8 trên 9, tấn công hai học sinh kia. Ông L bị xử phạt 8 triệu đồng về hành vi gây tổn hại sức khỏe của người khác, nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm A khoảng 5, điều 7 của Nghị định 144, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình. Theo công an, vụ việc không gây thương tích cho các em, phía gia đình cũng xác nhận không khiếu nại khiếu kiện, không yêu cầu khởi tố vụ án, không giám định thương tích, đồng thời gia đình hai học sinh bị tác động cũng không yêu cầu xử lý vụ việc. Trước đó, trong buổi làm việc với nhà trường sáng 25 tháng 9, ông L đã nhận sai và xin lỗi nhà trường, xin lỗi hai phụ huynh có con mình bị tác động. Phía nhà trường cũng đã yêu cầu ba học sinh liên quan viết tường trình, cam kết không tái phạm. Thưa quý vị, mới đây lực lượng công an Thanh Hóa đã đột kích bất ngờ vào quán karaoke Massage G7 tại xã Hoàng Ngọc, huyện Hoàng Hóa và bắt quả tang nhiều đối tượng đang sử dụng ma túy trái phép Công an sau đó đã dẫn giải nhiều cô gái đang trong tình trạng ăn mặc mát mẻ về trụ sở để lấy lời khai và làm rõ nghi vấn các vi phạm tại quán karaoke này. Theo đó, rạng sáng ngày 3 tháng 10, Cảnh sát hình sự cơ động Thanh Hóa phối hợp với lực lượng chức năng địa phương bất ngờ đột kích quán karaoke Massage G7 tại xã Hoàng Ngọc, huyện Hàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa để làm rõ nghi vấn hàng loạt vi phạm trong hoạt động tại đây. Ngay sau khi đột kích và ghi các lời khai của nhiều đối tượng tại chỗ rất đông thanh niên đang ăn chơi trong quán karaoke massage G7 được đưa về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ nghi vấn liên quan tới việc sử dụng trái phép chất kích thích. Được biết quán karaoke massage G7 mới được đưa vào hoạt động một thời gian, quán này khá nổi tiếng không chỉ ở huyện Hoàng Hóa mà ở xứ Thanh. Bởi dịch vụ hát karaoke tại đây luôn có các cô gái ăn mặc khá mát mẻ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật đến quý vị. Một vụ án mạng thương tâm vừa xảy ra tại một tiệm tạp hóa ở tỉnh Lai Châu. Nạn nhân là bà Vàng Mò B, sinh năm 1962. Sau 5 giờ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, hai đối tượng gây án đã bị bắt giữ. Tại cơ quan, các đối tượng khai nhận do chủ quán tạp hóa không bán chịu bia, nên hai thanh niên này đã ra tay sát hại sau đó lấy đi hai thùng bia và một số tài sản khác. Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 1 tháng 10, Công an huyện Mường Tè nhận được tin báo từ cán bộ trạm y tế xã Ba Vệ Sủ về việc bà Vàng Mò B, sinh năm 1962, trú tại bản Khoan Thèn, xã Ba Vệ Sủ, được gia đình đưa đến trạm y tế trong tình trạng đã tử vong và có nhiều vết thương. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt ở hiện trường để điều tra vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi phát hiện trên nạn nhân có dấu vết của việc bị tác động ngoại lực dẫn đến tử vong. Khám nghiệm hiện trường là nơi ở của nạn nhân thấy có dấu hiệu của việc lục loại tìm tài sản. Lực lượng cảnh sát điều tra xác định đây là vụ án sát hại người khả năng để cướp tài sản, nên đã tập trung lực lượng, tích cực điều tra truy xét theo dấu vết nóng. Sau 5 giờ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng phối hợp đã xác định truy tìm áp giải được các đối tượng nghi vấn là Bờ Bé Đô sinh năm 2007 và Lù Tơ Ly sinh năm 2010 về cơ quan công an để làm việc. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Đô và Ly đã thú nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai khoảng 21 giờ ngày 30 tháng 9, Đô rủ Ly cùng LGT sinh năm 2005, MMH sinh năm 2005, tới nhà PSA ở bản khoan thèn tụ tập uống bia. Đến 23 giờ thì hết đồ uống nên Tê đi bộ khoảng 100 mét đến tạp hóa của bà Vàng Mò B hỏi mua nợ bia nhưng bà B không bán chịu. Tê đã đi đến một quán khác mua nợ được bia mang về cho cả nhóm uống. Nhóm này uống bia đến hơn 4 giờ sáng ngày 1 tháng 10, hết 5 kiện bia 145 lon. Lúc này Đô tỏ ý muốn bia tiếp nên đã bàn với Ly cứ sang nhà bà B hỏi mua chịu, nếu không bán sẽ tấn công. Nghe Đô bàn vậy, Ly đã đồng ý đi theo. Khoảng 5 giờ ngày 1 tháng 10, hai người này đi bộ sang nhà bà B gọi cửa hỏi mua bia. Bà B tỉnh dậy mở cửa trả lời là không bán chịu, Đô đã lao vào tấn công bà B. Thấy nạn nhân kêu cứu, Ly đã tiến tới dùng tay bịt miệng bà B. Khi thấy nạn nhân bất tỉnh, hai thanh niên khiêng nạn nhân lên giường, lấy chăn đắp lên người nhằm tạo hiện trường giả như một vụ bị cảm đột tử. Sau đó Đô và Ly lục tìm khắp nhà bà B và lấy đi hai két bia, 6 chai nước ngọt, 7 gói chân gà, hai gói thuốc lào và 770.000 đồng tiền mặt rồi rời khỏi hiện trường. Trên đường về do sợ bị công an phát hiện, Ly đã ném hai két bia xuống tà lưu âm ngay gần hiện trường. Các tài sản khác Đô đã ném xuống suối trên đường về nhà, còn số tiền Đô cầm về giấu tại nhà chị gái ở bản Pá Hà, xã Ba Vệ Sử. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được ngày 2 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lai Châu đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với bờ bé đô và lù tơ ly để điều tra. Hiện công an cũng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của những người liên quan nhằm xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Thông tin từ công an tỉnh Vĩnh Long cho biết mới đây lực lượng công an vừa bắt quả tang nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo thùng bia có biểu hiện nghi vấn phát hiện hơn 1,3 kg ma túy được ngụy trang cẩn thận. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Các bị can gồm Nguyễn Như Trúc 36 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long và Trần Bá Cang 40 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Thông tin ban đầu chiều 19 tháng 9 trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến đường thuộc xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, lực lượng chức năng phát hiện Trúc điều khiển xe mô tô chở theo thùng bia có biểu hiện nghi vấn, từ đó ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Kết quả công an phát hiện trong thùng bia có 1,350 kg ma túy heroin và methamphetamine. Làm việc bước đầu, Trúc khai nhận số ma túy nói trên được nhận từ Cang. Hiện người này đang trên một xe taxi di chuyển từ Trà Ôn về thị xã Bình Minh. Từ lời khai của Trúc, công an đã triển khai lực lượng chốt chặn và bắt được Cang. Ngày 3 tháng 10, tin từ công an tỉnh Vĩnh Long, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam hai bị can để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, liên quan đến diễn biến mới nhất trong vụ việc một thiếu nữ 18 tuổi tố bị một gã đàn ông lạ mặt động chạm cơ thể trong thang máy của một tòa chung cư ở Hà Nội. Chiều ngày 3 tháng 10, Công an thành phố Hà Nội đã có thông tin chính thức về lời khai của đối tượng bị tố cáo. Theo đó, người này khai nhận thời điểm diễn ra sự việc bản thân đang trong tình trạng say rượu. Chiều ngày 3 tháng 10, tại cuộc họp báo do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức về tình hình kinh tế xã hội quý 3 năm 2024, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông tin về vụ việc nêu trên. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, vào khoảng 10 giờ 5 phút ngày 7 tháng 9, chị H 18 tuổi và cháu trai đi thang máy của tầng hầm B1 chung cư IEC Residen để mua đồ ăn và gặp anh NVQ, 34 tuổi, sống cùng chung cư, đi về trong cùng thang máy. Tại thang máy, anh Quy dùng tay vỗ vào eo, mông chị Hát. Thời điểm xảy ra sự việc, chị Hát thấy anh Quy có biểu hiện say xỉn. Đến ngày 9 tháng 9, vụ việc đã được trình báo đến cơ quan chức năng. Làm việc với công an, anh Quy khai thời điểm xảy ra sự việc đang say rượu nên không kiểm soát được bản thân. Thiếu tướng Tùng cho biết, công an huyện Thanh Trì đang củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, chị Hát cho biết, ngày 7 tháng 9, chị cùng với cháu trai 9 tuổi đứng chờ thang máy tại hầm trung cư. Khi bước vào thang, một người đàn ông mặc áo phông tối màu, quần đùi màu trắng, chân đi dép lê, đầu cắt cua đã có hành vi động chạm vào mông chị. Chị Hát sợ hãi kể lại, ông ta liên tục nhìn chằm chằm vào tôi rồi cười thách thức khiến tôi và cháu rất sợ hãi không dám nói gì người thân của chị hát cho hay chị hát vừa chuyển từ quê lên sống cùng anh chị người thân chị hát cho biết khi thuật lại câu chuyện cho người thân em tôi liên tục khóc bất an không dám đi thang máy một mình tinh thần em tôi rất hoảng loạn lo lắng về nhà thu mình lại chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ sự việc để đảm bảo an ninh trật tự khu vực an toàn cho người dân sau sự việc trên gia đình đưa chị hát đi giám định sức khỏe qua thăm khám tại Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai Bộ Y tế sáng ngày 9 tháng 9, bác sĩ bước đầu trần đoán chị Hát bị rối loạn hỗn hợp, lo âu và trầm cảm. Thưa quý vị, liên quan đến đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ cầm kéo xén tóc, ép hai cháu gái lấy chồng gây xôn xao dư luận những ngày qua. Ngày 3 tháng 10, Công an huyện Cái Bè, Tiền Giang đã xác minh làm rõ vụ việc và mời làm việc với những người có liên quan. Theo thông tin, hai thiếu nữ xuất hiện trong clip là hai chị em ruột BTMG sinh năm 2006 và BTMT sinh năm 2008, ngụ tại xã Hòa Hưng. Trên mạng xã hội, clip dài khoảng 20 phút được đăng tải với nội dung hai thiếu nữ bị người cô ruột ép lấy chồng, không nghe lời bị cắt tóc tác động giữa đường. Những hình ảnh trong clip cho thấy, một người phụ nữ vừa xén tóc cháu gái vừa lớn tiếng nói, cháu tao nè, tao sáng nè. Kết quả xác minh của cơ quan công an cho thấy, qua mối quan hệ cá nhân, bà Hát có ý định sắp xếp cho cháu gái là Dê kết hôn với một nam thanh niên 26 tuổi ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Hồi tháng 8 vừa qua, Dê được cô ruột đưa đến thành phố Cần Thơ chơi, tạo điều kiện tiếp xúc với thanh niên nói trên để tìm hiểu nhau. Ngày 8 tháng 9, Dê quay về nhà tại xã Hòa Hưng và chuẩn bị đám cưới theo sắp xếp của bà Hát vào ngày 11 tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, sau đó Dê không muốn làm đám cưới nữa theo trình bày của Dê trong thời gian sống ở Cần Thơ, cô từng nghe mẹ ruột của năm thanh niên nói cưới xong sẽ đưa đi Campuchia. Dê lo sợ bị bán ra nước ngoài nên không muốn kết hôn và bỏ đi lang thang, rồi vào làm thuê cho cơ sở ở gần nhà. Đến ngày 24 tháng 9, Dê hai tin em gái là Tê bị cô ruột dùng kéo, sởn tóc. Dê tìm cô ruột và hai người cãi nhau. Sau đó Dê dẫn theo em gái đến nơi mình đang làm việc. Bà hát đi theo la mắng, cửa cãi to tiếng. Bà Hát cho rằng chủ cơ sở nơi dê đang làm việc có hành vi chứa chấp người trái pháp luật. Lấy danh nghĩa là cô ruột, bà Hát yêu cầu chủ cơ sở trao trả dê và tê nhưng không được đồng ý. Sau đó bà Hát đã dùng kéo sợn tóc của dê trước sự chứng kiến của nhiều người và sự việc được quay lại bằng clip. Theo tìm hiểu, cha ruột của Dê và Tê là người nghiện rượu, còn mẹ bị bệnh tâm thần, đang hưởng trợ cấp xã hội. Dê và Tê trình bày muốn được sinh sống và làm việc ở chỗ làm hiện tại. Bản thân Dê không muốn kết hôn với nam thanh niên nói trên và không muốn làm theo sự sắp xếp của cô ruột. Theo cơ quan chức năng, mẹ của chú rể cũng có tường trình gửi đến công an xã Hòa Hưng. Người phụ nữ này cho rằng đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của gia đình và đề nghị cơ quan chức năng xử lý. Công an đang xem xét toàn bộ diễn biến vụ việc, hành vi của từng người để xử lý theo quy định pháp luật. Tối ngày 3 tháng 10, Ủy ban nhân dân xã Hòa Thanh, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết người dân vừa phát hiện một quả bom Mỹ còn sót lại sau chiến tranh với trọng lượng 350 kg tại khu vực cầu Khe Thôi. Theo thông tin, khi một nhóm người dân địa phương đang đi làm mùa và tình cờ phát hiện ra quả bom ở thôn Thanh Long, xã Thanh Hóa, sự việc sau đó lập tức được trình báo với cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận thông tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp an toàn. Khu vực phát hiện quả bom được phong tỏa, cắm biển cấm và biển cảnh báo nguy hiểm. Đồng thời, lực lượng canh gác cũng được điều động để đảm bảo không có người dân nào tiếp cận khu vực này. Đến ngày 2 tháng 10, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, xác minh và ban đầu xác định quả bom là loại tồn sót sau chiến tranh. Đây là một quả bom có mã ký hiệu M117, dài 1,1m và nặng khoảng 350kg. Sau đó, các chuyên gia của dự án dò tìm và xử lý bom mìn, vật liệu chưa nổ MAG đã phối hợp với lực lượng chức năng để tiến hành xử lý. Quả bom đã được di rời về kho lưu trữ an toàn, chờ hủy nổ tập trung theo quy định. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngày 3 tháng 10, tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn, một học sinh sinh năm 2008 đi xe máy cố tình đâm xe vào lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, làm một chiến sĩ bị thương. Theo thông tin khoảng 12 giờ trưa 3 tháng 10, tổ tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Cạn phối hợp công an huyện Chợ Mới thực hiện tuần tra theo kế hoạch cao điểm bảo đảm trực tự an toàn giao thông cho lối tuổi học sinh tại km 120 còn 350 quốc lộ 3 đoạn qua địa phận thôn Cốc Bo, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới. Vào thời điểm này, tổ tuần tra phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu xanh đi theo hướng Hà Nội Cao Bằng có dấu hiệu vi phạm luật giao thông đường bộ. Đồng chí Ma Thành Trung, cán bộ đội tuần tra đã ra tín hiệu để dừng xe. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh mà cố tình đâm xe thẳng vào người đồng chí Ma Thành Trung. Hậu quả, đồng chí Ma Thành Trung bị thương phải đưa đi điều trị sơ cứu tại trạm y tế xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, rồi tiếp tục đưa lên Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Cạn để kiểm tra chấn thương. Xác minh ban đầu cho thấy, người điều khiển phương tiện là HMP, sinh năm 2008, thường trú tại thôn Cảm Lẹn, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, là học sinh lớp 11, trường trung học phổ thông huyện Chợ Mới. Đội điều tra công an huyện Chợ Mới đã tiến hành thụ lý vụ việc để điều tra làm rõ. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 10, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm công nghệ cao NAC, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm. Không chỉ trốn tránh việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, nhóm đối tượng làm việc tại công ty NAC còn giả danh bác sĩ, nhân viên y tế. Cơ quan công an cũng khởi tố bắt tạm giam 4 bị can thuộc công ty NAC gồm Vũ Đặng Thái, giám đốc, Nguyễn Văn Huy, phụ trách phòng kinh doanh, Hoàng Mạnh Thắng, phụ trách phòng marketing, chatpage. Hoàng Thị Ánh Ngọc, kế toán. Đây là nhóm đối tượng chủ mưu cầm đầu về hành vi lập hai hệ thống sổ sách kế toán để ngoài nguồn vốn, doanh thu số tiền vài trăm tỷ đồng gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước. Kết quả xác định, để che giấu doanh số bán hàng thực tế nhằm trốn thuế, Vũ Đăng Thái đã chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân thay cho tài khoản công ty để trực tiếp nhận tiền thanh toán sản phẩm hoặc nhận tiền ship code, dịch vụ giao hàng, thu hộ tiền từ các đơn vị vận chuyển sau đó toàn bộ tiền sẽ được chuyển tiếp về tài khoản cá nhân của người thân trong gia đình Thái. Với phương thức trên, Thái và đồng bọn đã để ngoài sổ sách kế toán doanh, doanh thu hàng trăm tỷ đồng từ hoạt động bán sản phẩm điều trị nám của công ty. Số tiền lãi sau khi được tính toán sẽ chia theo tỷ lệ cổ phần cho Thái, Huy và Thắng. Trong vụ việc tại công ty NAC, cơ quan công an cũng làm rõ Thái và các đối tượng đã lợi dụng tâm lý ngại đi xa chữa bệnh của khách hàng và khai thác triệt đề các tiện ích của mạng xã hội để đẩy mạnh doanh số bán hàng các đối tượng đã xây dựng nhiều kịch bản tiếp cận khách hàng rồi chỉ đạo nhân viên công ty sử dụng điện thoại, sim giác tạo tài khoản Facebook ảo, trực tiếp gọi điện thoại cho khách hàng để chia sẻ bí quyết trợ nám. Để thực hiện hành vi, nhóm này giới thiệu là bác sĩ khám trực tiếp qua ứng dụng Facebook cho khách hàng hoặc sử dụng phương tiện này để quảng cáo sản phẩm Nacodi, TY, các sản phẩm do công ty NAC phân phối độc quyền đăng tải nhiều video có hình ảnh bác sĩ da liễu quảng cáo sản phẩm và video khách hàng chia sẻ bí quyết sử dụng sản phẩm chữa trị hết tình trạng nám da. Các đối tượng còn giả mạo bác sĩ da liễu tại các bệnh viện lớn uy tín để hướng dẫn khách hàng gửi ảnh tình trạng nám da mặt, rồi sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh da mặt bị nám sâu để chẩn đoán bệnh và chỉ định liệu trình sử dụng sản phẩm chữa nám. Sau khi khách hàng sử dụng sản phẩm, các đối tượng tiếp tục yêu cầu khách hàng gửi ảnh da mặt rồi chỉnh sửa kết quả da mặt đã được cải thiện giảm tình trạng sạm nắm và gửi lại khách hàng nhằm tạo niềm tin, thổi phồng hiệu quả sản phẩm. Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp đồng loạt các địa điểm văn phòng công ty NAC. Thời điểm này, công ty NAC có hơn 60 nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ gọi điện tư vấn cho khách hàng. Hiện tại, công an thành phố Hà Nội mở rộng điều tra làm rõ vụ án, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cục thuế thành phố Hà Nội để thu hồi tiền thuế. Theo thông tin mới nhất từ công an tỉnh Ninh Bình, Đơn vị đang xác minh nhóm đối tượng là người nước ngoài, sử dụng hai xe ô tô nghi biển số giả vào các cửa hàng kinh doanh, nhờ đổi tiền rồi chiếm đoạt xảy ra trên địa bàn tỉnh. Thông tin từ công an Ninh Bình, thời gian qua, trên địa bàn toàn quốc xảy ra nhiều vụ việc người nước ngoài dùng thủ đoạn lợi dụng việc đổi tiền để chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng người nước ngoài thường hoạt động theo nhóm, lưu động, di chuyển liên tục trên nhiều tỉnh thành phố. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng các điểm bán hàng hoặc các điểm dịch vụ đổi tiền có ít người quản lý, giả vờ vào mua hàng hoặc đổi tiền, sau đó tạo các tình huống khiến người bán hàng phân tâm, mất cảnh giác để chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình mới đây cũng đã xuất hiện nhóm đối tượng người nước ngoài thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự như trên. Cụ thể khoảng 17 giờ ngày 25 tháng 9, tại cửa hàng bán đồ điện nước trên địa bàn xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp, có 3 người nước ngoài đi trên xe ô tô Kia Morning mang biển kiểm soát nghi là biển số giả vào cửa hàng nhờ đổi tiền sau đó chiếm đoạt số tiền 14,1 triệu đồng. Ngoài ra, nhóm đối tượng còn sử dụng xe ô tô Honda Civic, biển kiểm soát nghi là biển số giả, đến hai cửa hàng khác trên địa bàn thành phố Tam Điệp với thủ đoạn tương tự nhưng chưa chiếm đoạt được tài sản. Hiện cơ quan công an đã vào cuộc khẩn trương xác minh, truy bắt nhóm đối tượng hoạt động với thủ đoạn nêu trên. Qua trường hợp trên, công an Ninh Bình khuyên cáo các cơ quan tổ chức và công dân, nhất là các cơ sở kinh doanh cần nâng cao cảnh giác đề phòng đối với những hành vi có biểu hiện nghi vấn. Khi có người ngoại quốc đổi tiền, người dân cần kiểm đếm kỹ từng tờ, tránh để các đối tượng có cơ hội đánh cháo. Đồng thời, cần lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các điểm phù hợp trong và ngoài cửa hàng để ghi nhận rõ đặc điểm, hình dáng, phương tiện của đối tượng khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó tại Thanh Hóa cũng xảy ra hàng loạt vụ việc tương tự. Ngày 26 tháng 9 năm 2024, tại xã Tân Phúc, huyện Nông Cống đã xảy ra một vụ trộm cắp tài sản. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hai đối tượng người nước ngoài là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp nói trên. Qua tài liệu điều tra, bước đầu xác định các đối tượng là người nước ngoài, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam đã thuê ô tô hoặc xe máy rồi chia thành từng nhóm hai đến ba đối tượng đến các tỉnh thành phố để gây án. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng các điểm bán hàng hoặc các điểm dịch vụ đổi tiền có ít người quản lý, giả vờ vào mua hàng hoặc đổi tiền. Sau đó tạo các tình huống khiến bị hại phân tâm, mất cảnh giác để lấy tài sản, chủ yếu là tiền. Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 17, khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra chiều ngày 3 tháng 10, công tác quản lý, bảo vệ rừng rất được quan tâm. Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Nông, giá cả các mặt hàng nông sản tăng kéo theo tình trạng phá rừng gia tăng. Theo báo cáo, trong tháng 9 năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 225 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, trong đó 134 vụ phá rừng với diện tích thiệt hại 31,28 ha, diện tích phá rừng tăng 37,8%, 8,58 ha so với cùng kỳ năm 2023. Ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông, lý giải tình trạng phá rừng tăng còn do giá cả các mặt hàng nông sản tăng, kéo theo nhiều người phá rừng, mở rộng diện tích sản xuất. Một trong những địa phương nóng bỏng về tình trạng phá rừng, tài lần chiếm đất rừng là huyện Đắk Cờ Long. Ông Vũ Tiến Lư, Bí thư huyện ủy Đắk Gờ Long cho biết, mặc dù triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhưng tình trạng phá rừng vẫn diễn biến phức tạp. Đến nay, toàn huyện xảy ra 116 vụ phá rừng, tăng 21 vụ so với năm 2023 và diện tích tăng trên 4 ha. Diện tích rừng trên địa bàn của huyện xen kẽ, không tập trung nên rất khó bảo vệ. Để giảm thiểu tình trạng phá rừng, ông Vũ Tiến Lư cho biết, địa phương tiếp tục quyết tâm, quyết liệt và thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để giảm thiểu tình trạng phá rừng. Bên cạnh đó, Ông Lưu đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường phối hợp để hạn chế thấp nhất diện tích rừng bị phá. Thưa quý vị, liên quan đến kế hoạch tái định cư làng nũ, dự kiến tới ngày 15 tháng 10 sẽ lắp đặt 4 nhà đầu tiên. Ngày 30 tháng 11, đơn vị cơ bản sẽ lắp xong 40 ngôi nhà tái định cư cho người dân thôn làng nũ, cùng với đó là xây dựng điểm trường và nhà sinh hoạt cộng đồng. Ngày 3 tháng 10 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến tháng 9 năm 2024. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu làng nổ xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, có ông Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, Đại tá Nguyễn Thế Lực, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, đơn vị thi công dự án, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai, lãnh đạo huyện Bảo Yên và người dân thôn làng nổ, bộ trưởng bộ quốc phòng và các đại biểu đã nghe ông nguyễn trọng hài báo cáo cụ thể về vị trí địa điểm xây dựng khu tái định cư thôn làng nổ theo đó tỉnh lào cai đã phối hợp với các nhà khoa học trường đại học mỏ địa chất tìm kiếm địa điểm đánh giá nguy cơ sạt lỡ sự an toàn để lựa chọn khu vực xây dựng nhà ở cho người dân thôn làng nổ các nhà khoa học đã đánh giá địa điểm triển khai xây dựng đảm bảo an toàn tỉnh lào cai đã ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp các thủ tục được rút ngắn công tác giải phóng mặt bằng hồ sơ thiết kế được khẩn trương phê duyệt theo thiết kế, các nền nhà được sang giật cấp theo địa hình, đảm bảo ổn định có tính thẩm mỹ cao. Về phương án thi công khu tái định cư thôn Lạng Nũ, Đại tá Nguyễn Thế Lực cho biết diện tích quy hoạch khoảng 13 ha, đến nay phần hạ nền đã được chính hộ. Phương án thi công thiết kế kiểu nhà sàn, móng được đổ tại chỗ, dầm sàn sẽ đúc sẵn và vận chuyển tới lắp đặt. Theo kế hoạch, ngày 15 tháng 10 sẽ lắp đặt 4 nhà đầu tiên. Quyết tâm ngày 30 tháng 11, đơn vị cơ bản sẽ lắp xong 40 ngôi nhà cùng với đó là xây dựng các điểm trường và nhà sinh hoạt cộng đồng. Sau đó, trong tháng 12, tiến hành hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đường nội bộ. Đơn vị sẽ thi công cả ngày và đêm để đáp ứng tiến độ thời gian. Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Quốc phòng yêu cầu các lực lượng tham gia xây dựng khu tái định cư thôn Làng Nũ đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng an toàn, kết hợp với cấp ủy chính quyền địa phương trong quá trình triển khai xây dựng quyết tâm sớm đưa công trình vào sử dụng. chiều ngày 3 tháng 10, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái đã có công văn về việc đảm bảo an toàn công trình cầu Yên Bái. Theo công văn, do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài, trụ cầu Yên Bái bị sói sâu, chất lượng an toàn công trình không đảm bảo nên Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái ra quyết định cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu kể từ 17 giờ ngày 3 tháng 10. Theo đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 Trà Ghi gây mưa lớn kéo dài, kết hợp với mưa lũ ở thượng nguồn đã làm nước sông Thao, sông Hồng, khu vực qua cầu Yên Bái mức nước lên trên báo động 3 là 3,73 m, cao hơn mức nước lũ lịch sử năm 1968 là 1,41 m, có nhiều rác, cây trôi làm trôi hai xe kiểm tra cầu. Khi mực nước sông Hồng dâng lên gần hệ dàn thép, ngày 10 tháng 9, có một tàu hút cát trôi tự do từ phía thượng nguồn sông Thao đã va xô vào trụ, dầm cầu Yên Bái làm ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn công trình và tác động đến hệ thống kết cấu liên kết công trình. Sở Giao thông Vận tải Yên Bái đã chủ động phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ là đơn vị có kinh nghiệm và đầy đủ trang thiết bị trong lĩnh vực kiểm tra cầu để kiểm tra sói tại các vị trí mố trụ của cầu Yên Bái. Theo báo cáo của Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ tại vị trí trụ T5 có hiện tượng sói sâu, đường sói cách mũi cọc từ 3,2 đến 6,2 m và Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ kiến nghị cấm tất cả các loại phương tiện và người lưu thông qua cầu Yên Bái để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái trân trọng báo cáo và đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam cho phép cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu Yên Bái kể từ 17 giờ ngày 3 tháng 10. Đồng thời tổ chức phân luồng giao thông đi lại qua cầu Bách Lẫm, cầu Tuần Quán và các cầu khác trên địa bàn thành phố Yên Bái. Công trình cầu Yên Bái, lý trình km 280 cộng 500, quốc lộ 37 được thi công, hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng từ năm 1992. Cầu có chiều dài 305m, bề rộng toàn cầu 12,8m, chiều rộng cầu, phần xe chạy 7m, cầu có 6 nhịp, sơ đồ nhịp, kết cấu nhịp bê tông cốt thép, dự ứng lực và giàn thép mố cầu, móng bê tông cốt thép, thân đà xây, trụ cầu bê tông cốt thép. Tối ngày 3 tháng 10, thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường cho hay, tổ thương mại điện tử thuộc cục nghiệp vụ quản lý thị trường vừa đột xuất kiểm tra và tiến hành tạm giữ kho hàng khủng chứa hơn 10.000 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ có dấu hiệu nhập lậu tại chung cư Eco Green, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Đáng chú ý đây là sản phẩm được TikToker Phan Thủy Tiên với hơn 4 triệu lượt follow theo dõi thường xuyên livestream bán trên sàn thương mại điện tử TikTok Shop. Cụ thể, mặt sàn rộng hàng trăm mét vuông nằm tại tầng 1 CT3 chung cư Eco Green là nơi các nhân viên thực hiện chốt đơn và cày view cho các video giới thiệu về các sản phẩm như nước hoa, son, bàn chải điện đăng bán chủ yếu trên TikTok và Facebook địa điểm này thuộc sở hữu của công ty cổ phần tập đoàn Jens Bali, do ông Cvt làm tổng giám đốc. Ngay đầu giờ sáng ngày 3 tháng 10, đoàn kiểm tra của tổ thương mại điện tử, cục nghiệp vụ quản lý thị trường đã có mặt tại địa điểm nêu trên. Tại đây, đoàn kiểm tra ghi nhận địa điểm kinh doanh được bố trí bài bản với đầy đủ khu vực livestream, khu vực chốt đơn, khu vực máy tính phục vụ việc tăng lượt xem ảo cho các video, khu vực đóng gói và kho hàng. Các khu vực được bố trí riêng biệt khoa học nằm tất cả trên mặt sàn rộng khoảng 1.000 m vuông Tại khu vực đóng gói, đoàn kiểm tra ghi nhận hai bao tải dứa, chứa hàng trăm đơn hàng là nước hoa đã được đóng gói hoàn chỉnh, được chốt từ phiên lai like trước đó. Phía trên mỗi đơn hàng ghi thông tin người nhận ở nhiều tỉnh thành khác nhau như Quảng Ninh, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai. Mỗi đơn hàng có giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng chờ giao cho đơn vị vận chuyển. Đoàn kiểm tra phát hiện hàng chục thông cắt tông được xếp thành từng chồng cao vẫn nguyên đai, nguyên kiện, chứa hơn 10.000 sản phẩm là nước hoa, các nhãn hiệu như True Love, First Love, Monspari, Maiden, Thari. Toàn bộ sản phẩm được bán chủ yếu bằng hình thức livestream trên các nền tảng thương mại điện tử như TikTok, Facebook dưới một số tài khoản, điển hình như tài khoản Phan Thủy Tiên với hơn 4 triệu lượt follow. Làm việc với đoàn kiểm tra, Đại diện công ty Jens Pali chưa xuất trình được các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của lô nước hoa nói trên. Thưa quý vị, liên quan đến vụ con trai sinh năm 2018 bị chính cha ruột và người tình của cha dạy dỗ tới nhập viện. Mới đây, cơ quan công an cho biết đã bắt giữ thành công hai đối tượng nói trên khi đang lẩn trốn tại Long An. Ngày 4 tháng 10, công an quận 8 đã bắt được Nguyễn Quốc Toàn 24 tuổi, cha ruột cháu ca cùng vợ hờ ở Long An. Toàn được xác định là kẻ đã cùng vợ hờ có hành vi chút đòn cháu NTK sinh năm 2018, chú phường 16 quận 8, khiến nạn nhân phải nhập viện trong tình trạng tổn thương gan, nhiễm trùng vết bỏng. Theo công an, sau khi cháu ca được người dân phát hiện bị bỏng trong nhà trọ trên địa bàn phường 16 và đưa vào bệnh viện điều trị, Nguyễn Quốc Toàn đã dẫn theo vợ hờ rời khỏi nơi cư trú. Tại cơ quan điều tra, ban đầu cặp đôi thừa nhận hành vi đối xử tàn nhẫn với cháu ca. Trước đó lúc 13 giờ ngày 28 tháng 9, bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận cháu NTK ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được điều trị tích cực tại phòng cấp cứu khoa phòng. Tại bệnh viện, nạn nhân được chẩn đoán bỏng nước sôi độ 2 đến 3, nhiễm trùng vết bỏng, nhiễm trùng huyết, tổn thương gan, viêm xẹp phổi. Sau đó, bệnh nhi được điều trị tích cực kháng sinh, dịch truyền, truyền máu, chăm sóc vết bỏng. Tiếp đó vào tối ngày 1 tháng 10, công an phường 16 quận 8 tiếp nhận đơn tố cáo của chị NTV, mẹ ruột cháu ca về hành vi của đối tượng toàn đối với nạn nhân ngay lập tức, Công an phường 16 đã báo cáo lên Ủy ban Nhân dân quận 8 và đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc. Mẹ ruột cháu Ca cho biết, 5 năm trước, chị và anh Toàn đến với nhau, sống như vợ chồng, không đăng ký kết hôn. Năm 2018, cháu Ca trao đời. Thế nhưng khi Ca lên 3 tuổi, chị phát hiện anh Toàn có người mới. Những cuộc cãi vã nối tiếp, không có tiếng nói chung. Và cuối cùng vào giữa năm 2021, chị quyết định mang con về quê Phú Yên. Dù đã về quê, anh Toàn vẫn không ngừng tìm kiếm, hàm dọa, khiến chị về luôn sống trong lo lắng và sợ hãi. Bẵng một thời gian, anh Toàn liên hệ được chị về và mong muốn nhận con để chăm sóc. Vì thế chị đưa con vào thành phố Hồ Chí Minh giao cho anh Toàn vì suy nghĩ con trai sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nhưng thực tế lại không như chị mong đợi, một tuần trước ngày xảy ra sự việc đau lòng, chị về đã cố gắng liên lạc với anh Toàn vì nhớ con, muốn được trò chuyện, thăm hỏi con nhưng thường bị né tránh. Có lúc gọi điện thoại, chị về muốn nhìn mặt con nhưng anh Toàn tắt hình ảnh vì lý do camera điện thoại hư. Đêm 27 tháng 9, chị gọi điện cho anh Toàn với mong muốn được gặp con nhưng đáp lại toàn và người vợ mới bảo rằng cháu ca không ngoan và họ buộc phải dạy dỗ mạnh tay. Lo lắng, nhưng chị vẫn kiên nhẫn năn nỉ được gặp con qua điện thoại. Cháu ca lúc ấy im lặng một lúc lâu, rồi trả lời, dạ, con vẫn bình thường, con ổn, con ăn uống bình thường và vẫn đi học. Sau câu nói ấy, cuộc gọi nhanh chóng bị cắt, khiến chị về rất bất an, lo lắng. Buổi sáng hôm 28 tháng 9, một người đàn ông gần đó ghé phòng trọ của anh Toàn thì phát hiện cháu ca bị bỏng nặng và bị nhốt bên trong nhà ngay lập tức người đàn ông đến trụ sở công an phường 16 quận 8 để nhờ hỗ trợ và đưa cháu ca vào bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin con, chị về vội vàng xin nghỉ làm, chạy về nhà sắp xếp đồ đạc vào thành phố Hồ Chí Minh chăm con. Chị về đã viết đơn tố cáo đến cơ quan chức năng và mong muốn pháp luật trừng trị những kẻ đã ra tay gây tổn thương đến con trai mình. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra và làm rõ. Chuyển đến tin tức đáng chú ý khác, vào khoảng 7 giờ 5 phút ngày 4 tháng 10, tại khu vực xưởng lắp ráp xe điện của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xe điện DK Việt Nhật ở khu vực xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn đã xảy ra vụ cháy lớn gây thiệt hại nặng nề về tài sản, ước tính đã có hàng nghìn chiếc xe bị hư hỏng. Theo ghi nhận ban đầu, vụ cháy ban đầu xuất hiện tại kho linh kiện thuộc tầng 2 của nhà xưởng, sau đó lan lên tầng 3, xuống tầng 1 của dãy nhà xưởng và cháy lan sang hai dãy xưởng liên kề. Ước tính ban đầu, toàn bộ thiết bị vật tư bị cháy đến 90% dây chuyền lắp ráp bị cháy hoàn toàn cùng hàng nghìn xe điện bị hư hỏng, thiêu rụi. Tiếp nhận tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Lạng Sơn đã huy động khoảng 100 cán bộ chiến sĩ và 10 phương tiện đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy. Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Theo hình ảnh của người dân ghi lại, thời điểm ngọn lửa bùng phát, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không có thương vong về người, thiệt hại về tài sản chưa xác định được. Nên lực lượng chức năng địa phương đang tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp triển khai công việc điều tra nguyên nhân, khắc phục hậu quả. Quý vị thân mến, mới đây thông tin từ nữ TikToker có hàng triệu lượt theo dõi Phan Thủy Tiên bị phát hiện chứa hơn 10.000 chai nước hoa không rõ nguồn gốc, nghi nhập lậu trong kho hàng, chuẩn bị bán ra thị trường đã khiến mọi người trở nên xôn xao. Đã có không ít người đặt ra câu hỏi với hành vi nói trên, nữ TikToker sẽ phải đối diện với hành phạt như thế nào? Trước đó, ngày 3 tháng 10, đoàn kiểm tra của Tổ Thương mại Điện tử, Cục Nghiệp vụ Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại tầng 1 CT3 tòa nhà Eco Green trên đường Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội và tạm giữ trên 10.000 chai nước hoa. Được biết, địa điểm này thuộc sở hữu của công ty cổ phần tập đoàn Yen Pali do ông CVT làm tổng giám đốc. Những chai nước hoa bị tạm giữ với các nhãn hiệu như True Love, First Love, Montpari Maiden Carry không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu nhập lậu, được kinh doanh chủ yếu trên TikTok, Facebook. Toàn bộ sản phẩm được bán chủ yếu bằng hình thức livestream trên các nền tảng thương mại điện tử như TikTok, Facebook dưới một số tài khoản, điển hình như tài khoản Phan Thủy Tiên với hơn 4 triệu lượt follow. Đây cũng chính là hot TikToker bán hàng nổi tiếng trên nền tảng TikTok Shop trong thời gian qua. Phan Thủy Tiên được biết đến với vai trò TikToker YouTuber nổi tiếng và cũng đang giữ chức danh giám đốc đại diện thương hiệu Jens Palite tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Jens Palite. Về chế tài đối với việc livestream phát trực tiếp bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng với số lượng lớn trên Facebook, TikTok, luật sư Nguyễn Thị Thu, đoàn luật sư Hà Nội cho biết, pháp luật hiện hành quy định buôn bán hàng giả là hành vi trái pháp luật. Tùy theo tính chất mức độ vi phạm, hậu quả, cá nhân thực hiện hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nghị định 85 trên 2021 trên NDCP nêu rõ, thương nhân, tổ chức, cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử phải có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử, đó là ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin mua bán hàng hóa cung ứng dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ cấm kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về hàng hóa dịch vụ vi phạm pháp luật trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cảnh báo hoặc từ chối cung cấp dịch vụ có thời hạn hoặc vĩnh viễn đối với những cá nhân thương nhân tổ chức có hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật nếu sàn giao dịch thương mại điện tử vi phạm, thì sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 40 triệu đồng. Với người bán hàng vi phạm, tùy tính chất và mức độ vi phạm mà có thể bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng một hành vi theo nghị định 17/2022 trên NDCP. Trường hợp đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, cá nhân vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015 với mức hình phạt cao nhất lên tới 15 năm tù. Pháp nhân thương mại phạm tội này thì có thể bị phạt tiền lên đến 9 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn. Việc mặt trận Tổ quốc Việt Nam tung ra bản sao kê dài hàng nghìn trang về số tiền mà người dân đã đóng góp để giúp đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả của bão Jagi khiến cư dân mạng hết sức hưởng ứng. Mới đây, mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã lên tiếng khẳng định việc sao kê tiền ủng hộ đã nhận được sự đồng tình, biểu dương lớn từ các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, nhân lên gấp bội từng đồng chí, nghĩa đồng bào thảo thơm ấm áp. Sáng ngày 4 tháng 10, tại họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, đây là lần đầu tiên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo kịp thời việc sao kê, công khai, minh bạch các nguồn ủng hộ và phân bổ kịp thời tới các địa phương chịu ảnh hưởng thiệt hại nặng nề từ cơn bão số 3 jagi Ông Dũng khẳng định việc sao kê đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ biểu dương lớn từ các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, nhân lên gấp bội tình đồng chí, nghĩa đồng bào thảo thơm ấm áp. Trước đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đã vận động hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở 26 tỉnh thành phố phía Bắc. Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức lễ phát động và ra lời kêu gọi các tổ chức cá nhân, trong nước và ngoài nước chia sẻ, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng với Đảng, nhà nước nhanh chóng khắc phục hậu quả bao lũ, khôi phục sản xuất và bảo đảm đời sống của nhân dân. Đến hết ngày 3 tháng 10 năm 2024, Quỹ cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận ủng hộ hơn 2.000 tỷ đồng. Sau 14 ngày phát động, Ban vận động cứu trợ Trung ương đã kịp thời phân bổ hỗ trợ đến các địa phương hai đợt với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Từ số tiền tiếp nhận được, các tỉnh thành phố bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 gây ra sẽ căn cứ vào điều kiện thực tiễn tại địa phương để phân bổ nguồn lực hỗ trợ trên địa bàn. Trong đó tập trung vào việc hỗ trợ gia đình có người chết, người mất tích, người bị thương, hỗ trợ lương thực, hỗ trợ làm nhà cho các hộ gia đình bị đổ sập trôi hoàn toàn, hỗ trợ gia đình có nhà ở bị hư hỏng nặng, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại khôi phục sản xuất. Theo kế hoạch, sau khi phân bổ, trong quá trình thực hiện hỗ trợ, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phân công đoàn đi giám sát, kiểm tra nhằm thực hiện công khai minh bạch việc thống kê tiếp nhận ủng hộ và phân bổ kịp thời đến các tỉnh. Chuyển đến tin tức đáng chú ý khác liên quan đến vụ đại án có quy mô lớn bậc nhất từ trước đến nay, phiên xét xử vụ án Vạn Thành Phát giai đoạn 2 với 34 bị cáo hầu tòa, trong đó có chủ tịch tập đoàn Vạn Thành Phát Trương Mỹ Lan đã đi đến phần đề nghị mức án, ở phần này bị cáo Trương Huệ Vân cháu bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị 6 đến 7 năm tù vì hành vi giúp sức do cô ruột chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng. Tại phần nêu quan điểm giải quyết vụ án Vạn Thành Phát giai đoạn 2 của phiên tòa hôm 4 tháng 10, đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Huệ Vân, cháu ruột bà Trương Mỹ Lan, tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản Windsor VKMC, 6 đến 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ở tội danh này có 29 bị cáo, trong đó có bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thành Phát. Theo đại diện viện kiểm sát, Hành vi của các bị cáo làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, gây hoang mang mất niềm tin của người dân trong và ngoài nước, hậu quả mà các bị cáo gây ra là đặc biệt lớn. Bị cáo Trương Huệ Vân theo viện kiểm sát đánh giá là có nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Đó là đã nộp khắc phục hậu quả 1 tỷ đồng, có vai trò là người làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, bị cáo Vân đã ăn năn hối cải về sai phạm. Sai phạm của bà Trương Huệ Vân theo viện kiểm sát nêu là bị cáo Vân biết công ty Windsor không có nhu cầu đầu tư trái phiếu, không đủ tiền để mua sơ cấp trái phiếu. Tuy nhiên, thực hiện chủ trương phát hành trái phiếu của bà Lan, bị cáo Vân đã ký các hợp đồng, chứng từ khống để công ty VKMC chuyển 13.000 tỷ đồng cho công ty An Đông, mua sơ cấp và giúp sức Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm, phát hành hai mã trái phiếu của công ty An Đông, chiếm đoạt số tiền 13.000 tỷ đồng của 20.623 bị hại. Về phần bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan bị đề nghị chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 đến 13 năm tù về tội rửa tiền và 8 đến 9 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp hình phạt đề nghị là chung thân. Viện kiểm sát khẳng định ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Trương Mỹ Lan là người nêu chủ trương chỉ đạo các bị cáo là lãnh đạo ngân hàng SCB tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty chứng khoán Tân Việt để thực hiện phát hành trái phiếu trái quy định chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Giai đoạn 1 vụ án bị cáo Trương Huệ Vân bị Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 17 năm tù về tội tham ô tài sản vì có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Vạn Thành Phát, chỉ đạo cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay tại ngân hàng SCB giúp bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng, gây thiệt hại 25 tỷ đồng. Bị cáo Trương Huệ Vân đang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và toán nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý giải quyết theo trình tự phúc thẩm. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến các địa phương có thể chọn thi tuyển vào lớp 10 với 3 môn gồm toán, văn và một môn được bốc thăm ngẫu nhiên. Môn này được công bố trước ngày 31 tháng 3 hàng năm những học sinh thi trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên tương ứng. Bộ Giáo dục Đào tạo đang dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông thay thế thông tư số 11 năm 2014 của Bộ và đề nghị các sở giáo dục đào tạo tổ chức lấy ý kiến từ các cơ sở giáo dục phổ thông đối với một số nội dung liên quan. Trong đó, với tuyển sinh lớp 10, Bộ đưa ra hai phương án là xét tuyển hoặc thi tuyển. Nếu xét tuyển, Căn cứ để xét tuyển là kết quả rèn luyện và kết quả học tập các năm học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở của đối tượng tuyển sinh. Nếu học sinh lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó. Trường hợp chọn thi tuyển, các sở giáo dục đào tạo tổ chức kỳ thi với 3 môn toán, văn và một môn được bốc thăm ngẫu nhiên thuộc chương trình mới. Môn này được công bố trước ngày 31 tháng 3 hàng năm. Những học sinh thi trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên tương ứng. Thời gian thi môn ngữ văn là 120 phút, môn toán 90 phút, môn thi còn lại không quá 90 phút, môn thi chuyên 150 phút. Thành phần tổ chức bốc thăm gồm lãnh đạo, sở giáo dục đào tạo, đại diện lãnh đạo các phòng trực thuộc, sở, thanh tra và các thành phần có liên quan khác do sở mời. Biên bản bốc thăm phải có chữ ký của các thành viên tham gia. Các tỉnh thành chủ động ra đề thi có thể là tự luận hay trắc nghiệm hoặc kết hợp cả hai. Nội dung đề thi thuộc chương trình trung học cơ sở, chủ yếu lớp 9, riêng môn chuyên phải đảm bảo chọn được học sinh có năng khiếu về môn đó. Ở khâu chấm thi, Bộ Giáo dục Đào tạo đề xuất tổ chức chấm chung ít nhất 10 bài tự luận, sau đó là hai vòng chấm độc lập, với môn trắc nhiệm, bài thi được chấm bằng máy. 2025 là năm đầu tiên kỳ thi lớp 10 được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông mới, chương trình năm 2018. So với chương trình cũ, nhiều môn được dạy tích hợp như lịch sử, địa lý và khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học. Vì vậy, kỳ thi này hiện đang rất được phụ huynh và thí sinh quan tâm. Quý vị thân mến, theo thông tin mới nhất từ 14 giờ chiều ngày 4 tháng 10, phà giả chiến Phong Châu sẽ bắt đầu phục vụ nhu cầu đi lại cơ bản của người dân hai bờ sông Hồng đang bị gián đoạn do cầu phao chưa thể kết nối trở lại. Sáng 4 tháng 10, lãnh đạo binh chủng công binh đã trực tiếp tới bến phà Phong Châu, Phú Thọ để cùng lữ đoàn công binh vượt sông 249 chuẩn bị thiết lập phà giả chiến, phục vụ việc đi lại của người dân đôi bờ sông Hồng trong tình huống cầu phao giả chiến đang không thể vận hành. Tin từ Bộ Tư lệnh Công binh cho biết phương án được lựa chọn là sử dụng ngay 3 đốt phao PMP có sẵn tại hiện trường, ghép nối thành phà 60 tấn, đồng thời thiết kế lắp đặt thêm khung sắt bao quanh tăng cường tính an toàn trong điều kiện khai thác dân dụng. Hai tàu kéo chuyên dụng của quân đội đã được điều đến, sẵn sàng lai dắt phà giả chiến qua lại đôi bờ khu vực đón trả khách vẫn là bến phà Phong Châu cũ mà mấy ngày qua cầu phao giải chiến đã hoạt động. Binh chủng công binh đang sử dụng phổ biến bộ cầu phao PMP do Liên Xô cũ sản xuất. Theo thiết kế, bộ cầu phao này bao gồm các cano chuyên dụng vừa có thể lắp đặt thành cầu phao cố định và cũng có thể linh hoạt kết nối thành phà. Trong diễn tập thực binh cũng như ứng phó các tình huống thiên tai, phòng thủ dân sự, các lữ đoàn công binh vượt sông rải khắp các vùng trên cả nước đều đã huấn luyện triển khai cầu phao cũng như phà. Các với cầu phao bị phụ thuộc nhiều vào lưu tốc dòng chảy, và dân sự hay phà giả chiến, có thể triển khai nhanh, đáp ứng ngay việc đi lại ở các khu vực chưa thể triển khai phà, cầu. Thậm chí phà còn có thể sử dụng để vượt biển khoảng cách lớn chở được nhiều phương tiện, xe, người. Trước đó, phương án phà giải chiến đã được Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang quyết định trong cuộc họp giao ban tháng 9 của Bộ Quốc phòng diễn ra vào sáng 3 tháng 10. Phương án này được xem xét trên cơ sở đề nghị của tỉnh Phú Thọ cũng như xét nhu cầu đi lại rất lớn của người dân. Hai đầu cầu Phong Châu đang gặp nhiều khó khăn từ khi cây cầu này bị đổ sập vào ngày 9 tháng 9 vừa qua. Dù vậy, khả năng chuyên chở của phà sẽ không thể bằng được cầu phao. Hiện đang phải tạm dừng hoạt động do dòng chảy sông Hồng qua Phong Châu đang vượt điều kiện an toàn cho phép. Chuyển đến tin tức đáng chú ý khác. Ngày 4 tháng 10, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua tuần tra kiểm soát, Tổ công tác Y11-141 đã kịp thời chặn giữ một thanh niên mang theo nhiều hung khí tham gia giao thông trong đêm. Tối mùng 3 tháng 10 năm 2024, Tổ công tác Y11-141 Công an Hà Nội do trung tá Nguyễn Đức Huấn, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 12 làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, Tổ công tác phát hiện nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda, biển kiểm soát 29 b 1880 xx mang theo ba thanh tuyếp sắt dài, đầu có gắn đinh ba, dao, kiếm tham gia giao thông. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã tổ chức lực lượng dừng được xe đối tượng. Qua làm việc, nam thanh niên điều khiển xe khai tên là VNT, sinh năm 2006, trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Tàng vật được lực lượng chức năng thu giữ gồm 3 thanh tuyết kim loại dài khoảng 2 mét, phía đầu có gắn dao bầu kiếm, đinh ba. Đối tượng khai nhận, số hung khí trên đang được chuyển về nhà một đối tượng thường được gọi là BA, trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hiện vụ việc đã được tổ công tác bàn giao cho công an phường sở tại để điều tra làm rõ. Thời gian gần đây, Công an Hà Nội đã làm rõ nhiều vụ các nhóm thanh thiếu niên, chủ yếu là các nhóm thanh thiếu niên dưới 18 tuổi, tụ tập, điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí khi tham gia giao thông. Mới đây, ngày 3 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa Hà Nội đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với 21 thanh thiếu niên mang theo hùng khí đi gây dối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố vào đêm ngày 17 tháng 9 và dạng sáng 18 tháng 9. Trung tá Nguyễn Đức Huấn cho biết, qua các vụ việc gần đây, Cơ quan Công an nhận định Đa phần các đối tượng phạm pháp có tuổi đời còn trẻ, chưa phát triển đầy đủ về tâm sinh lý, hầu hết đều chưa nhận thức được đầy đủ về pháp luật, học theo các trào lưu trên mạng xã hội, bị kích động bởi các trò chơi điện tử bạo lực dẫn đến vi phạm pháp luật mà không nghĩ rằng mình trở thành đối tượng bị pháp luật xử lý. Quý vị thân mến, qua giả soát của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai, sau ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, Tính đến ngày 3 tháng 10 năm 2024, trên địa bàn tỉnh ghi nhận có 52 trẻ cần nuôi dưỡng và hỗ trợ. Trong đó có nhiều em mất đi cả cha lẫn mẹ khi còn quá nhỏ. Cụ thể, theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai, toàn tỉnh có 9 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, 41 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và hai trẻ em có cha hoặc mẹ chưa tìm thấy. Ông Nguyễn Đức Duy, trưởng phòng bảo trợ xã hội, trẻ em, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai cho biết. Ngay sau ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã kịp thời tham mưu và ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai hỗ trợ cho các đối tượng bao gồm trẻ em. Cụ thể, mức hỗ trợ có người chết 25 triệu đồng một người, bị thương phải điều trị tại cơ sở y tế từ 3 ngày trở lên 5 triệu đồng một người. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã báo cáo với Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội để huy động Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam cùng với Quỹ Bảo trợ Trẻ Em của Lào Cai hỗ trợ bù đắp thiệt thòi cho nhóm trẻ này. Theo đó, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam đã hỗ trợ 5 triệu đồng một trên một trẻ bị thương. Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Lào Cai hỗ trợ 2 triệu đồng trên một trẻ bị thương, mồ côi cha, mẹ. Hỗ trợ 1 triệu đồng trên một trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ. Ngoài ra, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai đã có văn bản tiếp tục kêu gọi các đơn vị, nhà hảo tâm giúp đỡ. Ông Nguyễn Đức Duy cho biết, đối với trẻ mồ côi cả cha và mẹ, Sở đã cử cán bộ trực tiếp xuống hỗ trợ tâm lý, vận động người thân, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Lào Cai chưa tiếp nhận trường hợp trẻ em nào vào nuôi dưỡng do gia đình người thân của các em không muốn xa trẻ, muốn tự nuôi dưỡng các em. Thời gian tới, khi các em ổn định tâm lý, sự lao động thương binh và xã hội tiếp tục vận động các em vào nuôi dưỡng tại trung tâm, đảm bảo các em có cuộc sống tốt nhất. Ông Nguyễn Đức Duy, trưởng phòng bảo trợ xã hội trẻ em, sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Lào Cai thông tin thêm vốn được mệnh danh là thủ phủ cây ăn quả có múi. Thế nhưng khung cảnh những ngày này ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang lại ảm đạm hơn bao giờ hết. Những ruộng cây ăn trái trở nên sơ xác tiêu điều sau khi bị bão lũ quét qua. Người nông dân đau xót phải tự tay chặt bỏ những vườn cây mà mình dày công chăm sóc. Gia đình bỗng chốc lâm cảnh kinh tế khó khăn nặng nề. Bà Dương Thị Thị ở thôn Tân Giang, xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết. Tình hình sau mưa lũ, gia đình bà bị thiệt hại khoảng gần 100 gốc cây vải, 200 gốc bưởi và gần 3 xào ngô, lúa. Nguyên nhân được cho là do nước lũ dâng nhanh, kèm thoát chậm, dẫn đến cây ngập trong nước lâu ngày nên thối dễ gây chết cây. Bà Thị dầu sĩ nói, nhìn vườn cây ăn trái chết khô, tôi rất chua xót. Hàng năm, vườn cây cho gia đình thu về khoảng gần 200 triệu đồng, giờ nhìn thấy khung cảnh tan hoang tiêu điều mà không làm gì được, chỉ biết dọn dẹp lại vườn cây đã chết, cày giới lại mảnh vườn, mua thêm giống cây mới về, chăm sóc để sớm ổn định lại cuộc sống. Ông Nguyễn Tiến Đông ở thôn Tân Giang, xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết. Gần 20 năm kinh nghiệm trồng bưởi, chưa bao giờ nhìn thấy vườn bưởi của gia đình mà chua sót đến vậy. Với gần 500 gốc bưởi trồng được hơn 10 năm, mỗi năm cho thu hoạch hơn một vạn quả bưởi, cho thu về khoảng 100 triệu đồng tiền lãi. Cũng theo ông Đồng, năm nay thủ phủ vài thiêu lục ngạn mất mùa lớn do gặp thời tiết thay đổi mạnh. Giờ tới báo lũ, thiên tai khiến người dân nơi đây đã vất vả, lại càng thêm vất vả. Nhiều gia đình đã phải bỏ quê hương, đi làm tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang với mong muốn có một số vốn ít ỏi để về khởi nghiệp. Chị Lâm Thị Hiền ở thôn Thông, xã Chùa Hữu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết. Trận lũ vừa qua làm gia đình thiệt hại nặng nề quá. Gần 350 gốc táo trồng được khoảng 8 năm, đang độ cho thu hoạch thì bị chết hàng loạt do ngập úng trong nước quá lâu. Chị Hiền buồn bã nói. Để được một cây táo đến độ tuổi thu hoạch, người nông dân chúng tôi phải mất nhiều công sức. Từ mua giống cây trồng, phân bón và công chăm sóc, ngày nào cũng ra thăm vườn táo. Giờ nhìn thấy vườn táo đang vào độ thu hoạch bị chết, tôi không biết năm nay gia đình lấy tiền đâu mà sắm Tết. Anh Lê Bá Thường, bí thư tri bộ thôn Tân Giang, xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, tổng diện tích trồng vải trên toàn thôn Tân Giang khoảng gần 200 hecta. Nguyên nhân cây ăn quả chết nhiều là do sau khi bão xong, lũ kéo về gây ngập úng khiến cây ngập nước lâu ngày bị chết. Anh Thường chia sẻ, hiện nay trên toàn địa bàn thôn Tân Giang chưa thể khắc phục xong được số diện tích cây chết được. Trước mắt, chính quyền địa phương tiếp tục vận động bà con nhân dân dọn dẹp những cây đã chết nhằm nhanh chóng khôi phục đất trồng để phục vụ những vụ mùa tiếp theo có thêm thu nhập. Ông Lưu Anh Đức, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, Giải pháp trước mắt, phòng nông nghiệp tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn có các văn bản chỉ đạo hướng dẫn người dân khôi phục sản xuất sau mưa bão, đặc biệt là các biện pháp chăm sóc đối với các loại cây ăn quả trên địa bàn huyện để kiến nghị tỉnh Bắc Giang và Trung ương có phương án quan tâm, hỗ trợ, khắc phục hậu quả sau thiên tai gây ra. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Liên quan đến việc sử dụng cầu phao Phong Châu gặp nhiều khó khăn khi nước sông Hồng dâng cao, phải tạm dừng phương tiện qua lại, trước vấn đề này, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề xuất trước mắt khi chưa thể tái lắp cầu phao Phong Châu, do dòng nước chảy xiết có thể sử dụng phà chuyên dụng thay thế, chỉ chở người dân đi xe máy đi bộ qua sông. Theo đó vào sáng ngày 3 tháng 10, tại hội nghị giao ban công tác tháng 9, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ lãnh đạo binh chủng công binh về phương án có thể sử dụng phà chuyên dụng khi chưa thể tái lắp cầu phao phong châu phục vụ người dân đi lại. Theo Đại tá Nguyễn Hồng Giang, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng binh chủng công binh, hiện nay do dòng nước sông Hồng dâng cao, đục, chảy xiết, khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích, vụ sập cầu cũng như tái lắp cầu phao phong châu. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thanh Hải, thời gian qua tỉnh Phú Thọ đã rất nỗ lực cố gắng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tìm kiếm người bị nạn, và trục vớt phương tiện. Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cũng đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm giúp đỡ địa phương về lực lượng phương tiện để hoàn thành sớm nhất công tác tìm kiếm người mất tích và tiếp tục vận hành cầu phao thay thế cầu phong châu hiệu quả. Qua đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu binh chủng công binh, căn cứ và tình hình thực tế lưu tốc dòng chảy, tiến hành lắp đặt cầu phao trong điều kiện cho phép để phục vụ người dân đi lại. Trước mắt khi chưa thể tái lắp cầu phao do nước sông Hồng vẫn chảy xiết, binh chủng công binh nghiên cứu tổ chức và thay thế chỉ chở người dân và phương tiện xe máy qua sông. Chú ý về công tác an toàn gia cố hai thành phà quân đội cho cano đẩy để chuyên chở, đồng thời thông báo quy định thời gian số lượng người và phương tiện được phép đi phà. Lực lượng quân đội phối hợp với các lực lượng công an, thanh tra giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông an toàn tuyệt đối cho người dân, xây dựng phương án có cano trực 24 trên 24 giờ để ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra. Về công tác tìm kiếm người mất tích, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu lữ đoàn 126 quân chủng hải quân phải nghiên cứu kỹ thực tế, đặc biệt là áp dụng kinh nghiệm tìm kiếm người gặp nạn ở các địa phương, nỗ lực quyết tâm cao nhất để tìm kiếm người mất tích nhằm an ủi động viên thân nhân có người gặp nạn. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, Bộ Quốc phòng sẽ hỗ trợ tối đa cho tỉnh Phú Thọ nhằm sớm tìm kiếm số nạn nhân mất tích còn lại và trục vớt cầu tỉnh thành phải chịu hậu quả nặng nề về tài sản nhất sau cơn bão số 3 phải kể đến đó là Quảng Ninh. Gần một tháng sau bão số 3 vẫn có hàng trăm phương tiện tàu thuyền tại Quảng Ninh bị chìm đắm hư hỏng. Các chủ phương tiện đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục sau bão để phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo thống kê, có khoảng 260 phương tiện thủy của tỉnh Quảng Ninh bị đắm chìm trong bão số 3, trong đó có 28 tàu du lịch, 116 tàu cá và 126 tàu hàng tàu khách ông ngô việt hùng đại diện một công ty du lịch cho biết chi phí trục vớt sửa chữa đang là gánh nặng lớn với người dân và doanh nghiệp hiện bốn con tàu bị của đơn vị vẫn phải đang chờ tới lượt sửa chữa do có quá nhiều tàu thuyền bị hư hỏng ông hùng thông tin thêm bên công ty chúng tôi có bốn con tàu chở khách đều có thiệt hại chủ yếu như vỡ kính móp méo va chạm khi bão qua rồi bên tôi phải mang tàu đi xếp hàng Tại các khu vực sửa chữa, bởi có rất nhiều con tàu khác cũng bị đắm, cũng phải chục ngày mới đến lượt vào sửa chữa. Mỗi tàu có những thiệt hại khác nhau, nhưng cũng phải đến 200 triệu tiền sửa. Ông Mai Trọng Trường, giám đốc một công ty sửa chữa tàu thuyền cho biết, đơn vị đã bố trí tối đa nhân lực phương tiện, động viên người lao động làm thêm giờ để khẩn trương sửa chữa phương tiện thủy cho người dân doanh nghiệp. Hiện tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo đề xuất chính phủ Bộ Giao thông Vận tải bổ sung mở rộng đối tượng hỗ trợ để các doanh nghiệp kinh doanh tàu du lịch có thêm một phần chi phí trục vớt khắc phục thiệt hại phương tiện thủy bị chìm đắm do cơn bão số 3. Địa phương này cũng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tìm kiếm kết nối với các đơn vị trục vớt, cơ sở sửa chữa trên địa bàn để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện chứng nhận an toàn, chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ của thuyền viên bị mất Kết quả đến ngày 1 tháng 10 đã trục vớt được 111 trên 269 phương tiện, trong đó có 15 trên 28 tàu du lịch chuyên phục vụ khách tham quan Vịnh Hạ Long. Liên quan đến vấn đề trừ điểm bằng lái xe do vi phạm nồng độ cồn, với đây, Bộ Công an vừa công bố dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Dự thảo nghị định lần này có một số điểm mới, trong đó đưa quy định trừ điểm bằng lái xe và thực hiện. Theo đó, dự thảo nghị định mới có 4 chương 51 điều, điểm mới được quy định cử dự thảo về các hành vi vi phạm là trừ điểm giấy phép lái xe. Theo Bộ Công an khi áp dụng nội dung này, mỗi người dân có bằng lái xe sẽ được cấp 12 điểm một năm. Trong một năm nếu vi phạm bị trừ hết điểm sẽ phải thi sát hạch để được cấp lại bằng. Trong năm đó số điểm bị trừ không vượt quá 12 điểm thì sẽ được khôi phục lại 12 điểm mới vào năm sau. Bộ công an cho biết dự thảo nghị định quy định việc trừ điểm giấy phép lái xe không phải là hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Hành vi vi phạm đã bị trừ điểm giấy phép lái xe thì không áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép lái xe. Đối với nội dung mức trừ điểm giấy phép lái xe, dự thảo nghị định quy định 189 hành vi, nhóm hành vi bị trừ điểm giấy phép lái xe, trong đó 28 hành vi, nhóm hành vi bị trừ 12 điểm, so với dự thảo trước Tại dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, trừ điểm giấy phép lái xe lần này, Bộ Công an đã có sự điều chỉnh các mức trừ điểm bằng lái xe do vi phạm nồng độ cồn. Cụ thể, với xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô. Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu, hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở, trừ điểm giấy phép lái xe 3 điểm, đề xuất trước đó là 2 điểm. Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở, trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg trên 100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg trên 1 lít khí thở, trừ điểm giấy phép lái xe 12 điểm. Với xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy, điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg trên 100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg trên 1 lít khí thở, trừ điểm giấy phép lái xe 3 điểm, đề xuất trước đó là 2 điểm. Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg trên 100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg trên 1 lít khí thở, trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở, trừ điểm giấy phép lái xe 12 điểm. Sau trung thu, các cửa hàng trên phố Hàng Mã, Hoàng Kiếm Hà Nội thay áo mới, ngập tràn các mặt hàng đồ trang trí, đồ chơi phục vụ lễ hội hóa trang Halloween vào ngày 31 tháng 10. Theo đó, còn gần, gần một tháng nữa mới đến Halloween, nhưng trên phố Hàng Mã, Hoàng Kiếm Hà Nội đã ngập tràn các mặt hàng đồ trang trí, đồ chơi phục vụ lễ hội hóa trang vào ngày cuối cùng của tháng 10 hàng năm. Nhiều loại đồ chơi trang trí Halloween như bí ngô, nhện khổng lồ, hình nộm, bộ xương, lưỡi hái được bày bán trên phố Hàng Mã. Các đồ trang trí kinh dị được trưng bày khiến người đi đường không khỏi giật mình. Không khí Halloween với gam màu chủ đạo cam, đen huyền bí, những bộ trang phục ma quỷ, đồ trang trí kinh dị tràn ngập tại hầu hết gian hàng. Một số cửa hàng mạnh tay đầu tư trang trí bày bán các mặt hàng Halloween bắt mắt để thu hút khách hàng. Mô hình quả bí ngô trang trí Halloween có giá giao động từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng một quả tùy kích cỡ. Loại mặt nạ ma quỷ đơn giản có giá từ 30.000 đồng đến 60.000 đồng một chiếc. Mặt nạ ma cầu kỳ có đèn. Giá từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng một chiếc. Người bán hàng trên phố Hàng Mã cho biết, từ cuối tháng 9, các trường quốc tế trung tâm thương mại đã đặt hàng số lượng lớn để trang trí Halloween từ sớm. Giá cả các mặt hàng năm nay không chênh lệch nhiều so với năm ngoái. Những mặt hàng trang trí Halloween chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc, số ít do thợ thủ công Việt Nam làm ra. Lễ hội hóa trang Halloween có xuất xứ từ phương Tây, diễn ra vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, được du nhập vào Việt Nam và nhanh chóng được giới trẻ đón nhận. Chuyển đến tin tức đáng chú ý khác, chiều ngày 3 tháng 10, tại họp báo tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã có những phản hồi về đề nghị xóa bỏ ban đại diện cha mẹ học sinh tại các trường phổ thông để tránh tình trạng lạm thu cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã dẫn chứng điều 4 chương 2 Thông tư 55/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ cha mẹ học sinh có quy định về nhiệm vụ và quyền của ban đại diện cha mẹ học sinh. Trong đó có các nhiệm vụ: phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh, chuẩn bị nội dung của các cuộc họp cha mẹ học sinh trong năm học, tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh, bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục học tập giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác. Căn cứ vào đó, theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh là cần thiết, nhất là trong công tác phối hợp với nhà trường giáo dục toàn diện học sinh. Việc các trường học cần làm là đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến thông tư 55 để mỗi cha mẹ học sinh đều hiểu rõ, hiểu đúng từ đó phát huy được vai trò và nhiệm vụ của mình. Cũng tại họp báo tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh, liên quan đến việc cấm học sinh sử dụng điện thoại, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho hay tài khoản 4 điều 37 chương 5 thông tư số 32 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định học sinh không được sử dụng điện thoại di động, các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép. Khi học sinh tùy tiện sử dụng điện thoại di động trong giờ học sẽ khiến trẻ bị mất tập trung trong việc tiếp thu bài giảng. Nhưng nếu khai thác tính năng tương tác, tìm kiếm dữ liệu một cách tích cực, Điện thoại di động sẽ là một công cụ hữu ích phục vụ cho việc học tập của học sinh, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học trong bối cảnh chuyển đổi số. Như vậy, theo Sở Giáo dục và Đào tạo, học sinh chỉ được sử dụng điện thoại di động trong giờ học khi được sự đồng ý hoặc có yêu cầu của giáo viên và phục vụ mục đích học tập dưới sự quản lý, giám sát của giáo viên, nhà trường và gia đình. Việc cho phép hoặc không cho phép học sinh sử dụng điện thoại trên lớp trong giờ học được một số trường thể hiện rõ trong nội quy, quy định của trường cũng trong chiều ngày 3 tháng 10, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đình Hòa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, gần 75.000 người ở Hà Nội đã quay về địa phương sau khi phải sơ tán do ảnh hưởng của bão Jaqi. Theo ông Nguyễn Đình Hòa, cơn bão Jaqi và hoàn lưu bão đã gây mưa lớn trên diện rộng, kết hợp với xả lũ của hệ thống hồ thủy điện thượng nguồn làm cho nước lũ của hầu hết các tuyến sông trên địa bàn Hà Nội lên nhanh và ở mức cao, hậu quả gây ra đợt ngập lụt nghiêm trọng. Đến nay, mực nước các hồ thủy lợi, các trục tiêu lớn và một số sông nội địa trên địa bàn Hà Nội vẫn đang ở mức cao. Mực nước sông Tích, sông Bùi, sông Đáy đang biến đổi chậm. Sông Tích, sông Bùi vẫn ở mức báo động 3, sông Đáy báo động 1. Mực nước các sông chính và một số sông nội địa đều đã giảm dưới báo động 1. Theo báo cáo, do ảnh hưởng của đợt mưa bão vừa qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có 4 người tử vong, 28 người bị thương. Thống kê thiệt hại do ảnh hưởng của mưa bão trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội cập nhật đến 7 giờ ngày 26 tháng 9, có hơn 100.000 cây bị gãy đổ, cây đồ thị và các loại cây khác, hơn 23.000 hecta lúa bị gãy đổ, dập nát, hơn 15.000 hecta lúa bị ngập, hơn 13.000 hecta rau màu bị ngập, ảnh hưởng, hơn 13.000 hecta rau màu bị ngập, ảnh hưởng, hơn 9.000 hecta cây ăn quả bị ảnh hưởng trước diễn biến này cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, các sở, ban ngành và ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tại Hà Nội đã chủ động chỉ đạo quyết liệt ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Với tinh thần trách nhiệm cao, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo triển khai chăm sóc, điều trị tốt nhất đối với người dân bị thương, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cho các gia đình có người chết và bị thương, giảm thiểu đến mức thấp nhất những hậu quả của cơn bão số 3, nhanh chóng ổn định đời sống của nhân dân. Cập nhật đến ngày 30 tháng 9, đã có gần 75.000 người trở về trên tổng số 78.000 người dân sơ tán di rời. Còn lại khoảng 3.000 người dân vẫn còn phải sơ tán do ngập lụt chủ yếu trên địa bàn huyện Trương Mỹ. Về sự cố điện, tính đến 16 giờ ngày 22 tháng 9, cột trung thế đã khắc phục xong 96 trên 187 cột nghiêng đổ. Cột hạ thế đã khắc phục xong 1.036 trên 1.519 cột nghiêng đổ và đã cấp lại điện 107.874 trên 111.932 khách hàng phải tạm ngừng cấp điện nguyên nhân do ngập úng sau bão. Cuối chương trình sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình thời tiết. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 10 năm 2024, Bắc Bộ sẽ có khoảng 3 đến 4 đợt không khí lạnh. Theo dự báo ngày 4 tháng 10, Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Sáng sớm ngày 4 tháng 10, ở khu vực Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông cục bộ. Dự báo trong ngày và đêm mùng 4 tháng 10, ở khu vực Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão Carathon, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, phía bắc vị tuyến 21 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 118 độ kinh đông, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12, biển động mạnh, sóng biển cao 2 đến 4 m, vùng gần tâm bão từ 3 đến 5 m. Từ chiều ngày 4 tháng 10, ở vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2 đến 3 m Ngày và đêm 4 tháng 10, ở vùng biển từ Quảng Nam đến Cà Mau, phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực này đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 4 tháng 10, thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng đêm không mưa, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, có nơi dưới 17 độ C, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ C. Phía Đông Bắc Bộ ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ C. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ C, có nơi dưới 19 độ C, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp quý vị vào chương trình tiếp theo.